Mèo. Chế cho số điện thoại mới chế. Ừ, chịu ngân hàng mà. Tại vì nó không thu hồ tiền phí. Hơn mấy ngàn. Đại hơn đó, đại hơn mấy ngàn. Mấy ngàn thôi, chứ còn một cái hơn nữa là không có. Mà cuộc ở chỗ Yên có giao hàng tiết kiệm hả? Ra bưu điện lái đó. Không có giao hàng tiết kiệm hả? Không biết nữa, phải đi qua tới chỗ nơi để đưa. Thế thứ năm ba mới nghỉ mà hiện nghỉ thứ năm thứ năm thứ năm
tiền á Hiền? 7 người. 7 người á chị. Đây cho thấy nè. Đây cho thấy. Đây cho thấy. Chị bảo vừa y luôn. Số đây. Dạ, cũng kêu vòng ngó thật. Không, cái mũi thấy ok nè. Gần bên cạnh hai cái mũi cũng thấy ok á. Thì hai bà bỏ đi để tận 50 phút, 5 phút, 6 phút cho cháu nghe qua gửi mặt hết trơn. Trời ơi, đi canh giờ chứ lần trước. Mặt mô. Mặt thảo làm á. Nó mặt chứ đen mà. Nhưng mà sao? Nãy tự thao đi giao nữa. Chị lai vô cạo á. Cái chị Loan kia có biết không? Không biết thì để đó mọi người biết, mọi người thai gì á. Mình lại kêu đem qua cho chị Loan làm đi, chị Loan làm rồi. Tưởng chị nó mặt nó không khỏe vậy chứ. Được mà. Còn có đấm luôn nè.